Hello, hello. Xin chào các bạn, mình là Khoai Tây. Mình thường xuyên làm các video liên quan đến tiếng Trung, chia sẻ kinh nghiệm học tập và kiến thức dành cho những bạn yêu thích ngôn ngữ này giống như mình. Hiện nay, ngoài hoạt động ở trên YouTube, bản thân mình cũng đang hoạt động rất tích cực ở trên TikTok, Facebook, Instagram và tất cả các tài khoản của mình đều là Khoai Tây yêu tiếng Trung. Nếu các bạn yêu thích tiếng Trung hoặc là quan tâm đến mình chẳng hạn thì hãy cứ follow mình nhé. Đây là bài học số 9 trong loạt video hướng dẫn học theo giáo trình chuẩn H2K1. Nếu như bạn là một người mới tinh thì hãy xem video theo danh sách phát này nhé. Và vẫn như mọi khi, video này mình sẽ giải thích về từ vựng và ngữ pháp. Video này sẽ không thể thay thế cho sách giáo trình. Để có được hiệu quả học tập tốt nhất, các bạn hãy xem video này của mình kết hợp với sách giáo trình chuẩn và sách bài tập. Và không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ cùng đi vào bài học số 9. 你儿子在哪儿工作? Con trai bạn làm việc ở đâu? Ở trong đoạn hội thoại đầu tiên, chúng ta sẽ có những từ vựng như sau. Từ vựng số 1, xiǎo. Xiǎo này, nó là một tính từ, nó có nghĩa là nhỏ bé. Có một cái mẹo để chúng ta nhớ được chữ xiǎo như thế này. Chúng ta có một cái bánh, chúng ta dùng một cái gậy đập nhỏ nó đi như thế này. Đập nhỏ nó ra như thế này. Và do đập nhỏ rồi thì thì nó là nhỏ đấy. Xiǎo nó là hình của những cái mảnh vụn. À, đây là mảnh vụn số 1, đây là mảnh vụn số 2. Đó, thì đây là cách để chúng ta có thể tưởng tượng và liên tưởng đến chữ xiǎo. Chúng ta cứ sử dụng nó như một tính từ bình thường thôi. Âm Hán Việt của nó là tiểu. Tiểu rất là nhỏ ấy. Từ vựng thứ 2 chúng ta có mau. Mau là một danh từ, nó có nghĩa là con mèo. Âm Hán Việt của nó là miêu. Gần đây có một bộ anime tên là Dược Sư Tự Sự. Và cái nhân vật chính ở trong cái bộ đấy tên là Miu Miu ấy. Ừ, nó chính là cái mau này, là con mèo. Thế nên nếu anh em nào mà Weibo mà xem cái bộ đấy thì các bạn sẽ thấy là cái con bé nhân vật chính hay được vẽ rồi, kiểu như là có thêm cái tai mèo như này này. Rồi, đặc điểm nhận dạng của chữ mau là chúng ta thấy có bộ khuyển đứng ở đây. Đây là chuẩn, là khuyển. Nó vốn có nghĩa là con chó săn. Và sau này cái bộ thủ này thường xuất hiện ở trong các Hán tự có liên quan đến chó hoặc là các cái con mồi của chó săn. Và miêu, mèo ngày xưa thì cũng nằm ở trong danh sách đấy. Từ vựng số 3 chúng ta có trải. Trải là một động từ, nó có nghĩa là ở, là tại. Tại đâu đó, và âm Hán Việt của nó cũng là tại. Tại này là tại trong tồn tại nhé. Chúng ta có nả. Nả là một đại từ, nó có nghĩa là ở kia, đằng kia. Ở mấy cái buổi ngày hôm trước ấy, chúng ta có chữ này, chúng ta có chữ chữa này là đây, đúng không? Ví dụ như là 这是我的哥哥, 这是我的姐姐, đúng không? Chúng ta có chữ nà này, nó có nghĩa là kia. Và chúng ta có nà này, nó có nghĩa là nào. Nào, ví dụ như là 哪个人是你的老师? Cái người nào là giáo viên của bạn? Thế còn ở trong bài ngày hôm nay, với những từ này mà các bạn chỉ cần uốn lưỡi thôi, chúng ta có 这 này. Nó là có uốn lưỡi nhá anh em nhá, thì nó có nghĩa là ở đây. Tương tự ta có 那 này, có nghĩa là ở kia. Và 哪 này, nó có nghĩa là ở đâu. Thế nên là các anh em lưu ý, chúng ta chỉ cần thêm một cái thằng uốn lưỡi đằng sau thôi này, là cái nghĩa của nó thay đổi rồi nhé. Một thằng là đây, thằng là ở đây, thằng là kia, thằng là ở kia, và thằng là nào, thằng là ở đâu. Quay trở về bài học của chúng ta, các bạn nhìn thấy đấy, tương tự này, chúng ta có nả là ở đâu, và chữa này là ở đây. Vẫn ở trong đoạn hội thoại số 1, chúng ta có từ vựng cổ. Cẩu là một danh từ, nó có nghĩa là con chó. Âm Hán Việt của nó là cẩu. Và cái bộ thủ án ngữ ở đây là bộ khuyển. Tiếp tục nào. Ỷ zi. Ỷ zi là một danh từ, nó có nghĩa là cái ghế. Nó là cái kiểu ghế mà chúng ta có cái để dựa lưng vào như thế này nhá. Như cái mà tớ đang ngồi này, nó gọi là ỷ zi. Và đặc điểm nhận dạng của nó là có bộ mộc đại diện cho cây thân gỗ và đồ gỗ. Xia miện. Xia miện hay chúng ta cũng có thể nói tắt là xạ. Nó là một danh từ chỉ vị trí và nó có nghĩa là bên dưới. Trong đó chúng ta có xạ này, nó là bên dưới. Xét về mặt Hán tự thì ở những cái video trước tớ đã từng nói rồi nhá, nên tớ không nói nữa. Ở trong đoạn hội thoại số 2 và số 3 chúng ta sẽ có những từ vựng như sau. Zài này
Ờ, các anh em quay lại cái thằng số 1 này nhá. Các bạn nhìn này, thằng trai này, khi đóng vai trò là động từ thì nó có nghĩa là ở, là tại, ở đâu đó. Kiểu như là tôi ở bệnh viện này, tôi ở siêu thị, tôi ở nhà. Thế còn ở trong đoạn hội thoại số 2 thì chúng ta nhìn thấy thằng trai này nó mới mang nghĩa là giới từ, nhưng nó cũng có nghĩa là ở tại. Ờ, nó cũng có nghĩa là ở tại. Thế nhưng mà cách dùng của nó dư thế nào và nó khác nhau ra sao thì lát nữa thì tớ sẽ giải thích nhá. Sao mới đầu không nói rồi. Vậy đó? Công chúa. Công chúa là một động từ và nó cũng là một danh từ. Nó có nghĩa là làm việc và nó cũng có nghĩa là công việc. Khi đóng vai trò là động từ thì thằng công chúa này có nghĩa là làm việc. Và khi đóng vai trò là danh từ thì thằng công chúa này có nghĩa là công việc. Như là các bạn nhìn thấy cái tiêu đề của bài ngày hôm nay ấy. Nǐ èrzì zài nǎ gōng zuò, là con trai bạn làm việc ở đâu. Thì khi đấy cái làm việc của cái thằng này nó là động từ èrzì. Èrzì là một danh từ, âm Hán Việt của nó là nhi tử. Và nó có nghĩa là con trai, cái thằng con trai trong gia đình ấy. Ví dụ như nói là 这是我的儿子, đây là con trai của tôi. 那是他的儿子, kia là con trai của ông ấy. 医院, 医院 là một danh từ, nó có nghĩa là bệnh viện. Âm Hán Việt của nó là 医院, 医院. 医生, 医生 là một danh từ, nó có nghĩa là bác sĩ. Âm Hán Việt của nó là 医生. Và cuối cùng, trong đoạn hội thoại số 3 chỉ có một từ vựng mới, chính là papa. Papa là một danh từ, nó có nghĩa là bố. Cái chữ pa này nó là một chữ hình thành. Các bạn nhìn bên trên này, nó có bộ phụ. Phụ trong cái kiểu phụ thân ấy. Phụ là phụ thân, tức là ông bố ấy. Và bên dưới của nó có cái chữ này, pa này, là dùng để nói về cách phát âm. Và chúng ta có papa. Và đây là toàn bộ từ vựng ở trong phần bài ngày hôm nay. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến phần ngữ pháp. Tâm điểm ngữ pháp đầu tiên là với thằng trai. Thằng trai này như lúc nãy tớ đã nói với các bạn, nó vừa là động từ, nó vừa là giới từ. Khi đóng vai trò là động từ, nó có nghĩa là ở, tại, ở đâu đó, tại đâu đó, ở hướng nào đó, vân vân. Cách sử dụng của nó như sau: trai cộng với một địa điểm nào đó hoặc là phương hướng nào đó thì chúng ta sẽ có nghĩa là ở đâu và ở hướng nào. Tớ lấy ví dụ như sau: 我 在学校, trong đó chủ ngữ của chúng ta là 我, 在, rồi 学校 là một địa điểm, nó có nghĩa là trường học. Tiếp tục, ví dụ thứ hai: 他们在医院, chủ ngữ ở đây chúng ta có 他们, có nghĩa là bọn họ. 在 này là ở, 医院 này nó là bệnh viện. Rồi, và cuối cùng chúng ta có 我的猫在椅子下面, trong đó chúng ta có chủ ngữ là 我的猫在, nằm ở đây đúng không? Ở. Tiếp tục, 椅子下面 có nghĩa là bên dưới cái ghế. Và bên dưới cái ghế này nó chính là phương hướng, là vị trí ấy, đúng không? Trong đó này chúng ta có 椅子 này, nó là cái ghế, lúc nãy tôi nói với các bạn rồi. 下面 này nó có nghĩa là bên dưới, lúc nãy chúng mình cũng nói với nhau rồi. Và khi các bạn muốn nói rằng là kiểu ví dụ như bên dưới cái ghế này, bên trên cái ghế này, bên trong ngôi nhà, bên ngoài ngôi nhà, vân vân, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức, đó chính là nơi trốn hay gọi là vị trí cộng với phương hướng. Ví dụ ở đây chúng ta có nơi trốn chính là cái 椅子, và phương hướng chính là 下面, là bên dưới nhá. Bên dưới cái ghế, 椅子下面. Hay ví dụ này, bên trên cái ghế nó sẽ là 椅子上面. Điểm ngữ pháp thứ hai: khi thằng trai đóng vai trò là một giới từ thì nó cũng có nghĩa là ở, tại. Cách sử dụng của nó như sau: trai cộng với một địa điểm hoặc nơi nào đó, phương hướng nào đó, cộng với động từ hoặc cụm động từ, nó có nghĩa là ở, đâu, để làm gì. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là cái cách mà chúng ta sắp xếp nó ở trong câu nó cũng khá là giống thứ tự ở bên trong tiếng Việt. Ví dụ nhé: 我在朋友家喝茶, tôi ở nhà của bạn bè để uống trà. Như vậy các bạn có thể thấy chủ ngữ ở đây chính là 我. Rồi địa điểm ở đây chính là 朋友家. Và cụm động từ ở đây chính là 喝茶,
huống chả. Tiếp tục. 我在学校看书. Tôi ở trường học để đọc sách. 我儿子在医院工作. Con trai của tôi ở bệnh viện để làm việc. Thế nhá, đơn giản như vậy thôi. Điểm ngữ pháp cuối cùng của chúng ta là với thằng nợ. Nợ này nó là một trợ từ. Ở cái buổi trước trước nữa thì chúng mình từng học và nói với nhau rằng thằng nợ này nó có nghĩa là còn ai đó thì sao. Ví dụ, 我很好,你呢? Tớ rất khỏe, bạn thì sao? Đúng không? 我很忙,你呢? Tớ rất là bận, còn bạn thì sao? Ngày hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái tính năng nữa của nó, rằng là cái thằng này nó có thể đứng cuối câu hỏi để mang nghĩa là ở đâu. Tuy nhiên, lưu ý rằng là cái cách hỏi này không chỉ dùng để hỏi về địa điểm mà còn để thể hiện cái sự ngạc nhiên của người nói, có một cái thái độ ở trong đó. Tớ lấy ví dụ như thế này. Các bạn đi vào nhà và các bạn không thấy con mèo của các bạn đâu. Các bạn nhìn quanh không thấy nó đâu cả. Khi bạn bảo là, ơ con mèo của mình đâu ấy nhở? Watermelon nè. Hay là các bạn cần uống nước. Các bạn đi tìm cốc, nhưng các bạn tìm không thấy. Các bạn bảo là, ơ cái cốc của mình đâu ấy nhở? Waterpace nè. Hoặc là cái thằng nợ này nó cũng có thể đứng ở trong câu để đơn giản là một cái trợ từ ngữ khí cho câu ngày nó mềm mại và dễ chịu hơn. Ví dụ bạn đang cần tìm anh trai của bạn nhưng bạn không biết anh trai bạn ở đâu. Xong bạn bảo là, ơ ông anh mình ở đâu ấy nhở? Tha trai nả nợ. Ồ, ok. Anh ấy ở đâu mất rồi? Trong đó cái thằng nợ này này nó còn dùng để khiến cho cái câu hỏi của mình nó trở nên mềm mại và dễ chịu hơn nữa. Và đó là toàn bộ phần ngữ pháp của bài ngày hôm nay. Tiếp theo đây các bạn hãy quay trở lại đọc và dịch toàn bộ những đoạn hội thoại ở trong sách và quay lại đây thực hành phần luyện tập. Trong phần luyện tập này, mình sẽ có 5 câu hỏi. Các bạn sẽ có thời gian là 8 giây để nghe, suy nghĩ và trả lời. Hãy trả lời những câu hỏi này của mình dựa trên nội dung của những bài hội thoại ở trong sách. Câu hỏi số 1. 小狗在哪儿? 小狗在哪儿? Con chó ở đâu? Tha zài nà gong zuo. Tha zài nà gong zuo. Anh ta làm việc ở đâu? Tha er zi zài nà gong zuo. Tha er zi zài nà gong zuo. Con trai anh ta làm việc ở đâu? Tha ba ba zai jia ma? Tha ba ba zai jia ma? Bố của cô ấy có ở nhà không? Tha ba ba zai na na? Tha ba ba zai na na? Bố của cô ấy ở đâu? Và bài học số 9 đến đây đã là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy để lại cho mình một like, bình luận, bật chuông báo tinh 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 để chúng mình gặp nhau được nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!